26 tháng 1, tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, Sở Ngoại vụ phối hợp Hội Liên lạc Việt Kiều tổ chức hội nghị gặp mặt kiều bào và người thân nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sự gặp mặt của các đồng chí Đặng Thanh Phương, Phó trưởng Ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, một số sở, ban ngành thành phố và khoảng 400 kiều bào cùng người thân. Trong không khí trang trọng, ấm áp, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ bà con Việt Kiều, thông tin nhanh tới các kiều bào những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định đạt được những kết quả này do sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp quý báu và quan trọng của cộng đồng người Việt Nam nói chung, người Hải Phòng nói riêng đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài. Tôi thấy là tổ chức những sự kiện như này rất là ý nghĩa để cho các chị em kiều bào trên toàn thế giới chúng ta có được những cái ngày có một chỗ hội tụ để mà chia sẻ những tình cảm, những khó khăn ở nơi xa, nơi đất khách quê người. Thì hôm nay ngày về đây thì tôi cũng thấy thành phố đổi mới rất nhiều. Chính bản thân tôi là con của Hải Phòng nhưng mà tôi đi tôi còn bỡ ngỡ là không biết là phố nào nữa. Thế cho nên là hôm nay được rất là vinh dự, tự hào. Cũng mong làm sao tất cả các chị em người Hải Phòng trên toàn thế giới chúng ta cùng nhau đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để về Việt Nam giúp được ích gì cho thành phố là rất là tốt. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng mong muốn năm 2023, cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài tiếp tục chung tay góp sức xây dựng và phát triển thành phố trong khả năng nguồn lực của mình, tích cực hỗ trợ các cơ quan, đơn vị của thành phố tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp của thành phố để trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, làm cầu nối đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Thành phố cũng mong các thế hệ kiều bào trẻ, những người được đào tạo bài bản, năng động, sáng tạo sẽ tiếp nối truyền thống cha ông trở về không chỉ để đóng góp vào sự phát triển của thành phố mà còn duy trì sợi dây kết nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Tôi thấy rằng bà con rất là hồ hởi và về tham gia và tham dự một cái chương trình Xuân quê hương mới của thành phố Hải Phòng này rất là rộn rã. Phải nói rằng là chính sách của thành phố đối với bà con kiều bào, đặc biệt đối với công tác về vấn đề mà kêu gọi đầu tư, thì về phần này thì tôi thấy rằng là đều có nằm trong cái chủ trương của thành phố rất là rõ ràng mà phải là xuyên suốt từ hàng chục năm nay. Là chúng tôi mong muốn rằng là sẽ mở rộng thêm về các cái khu phải nói là phân phối, như vậy là logistics. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, có những kiến nghị cần thiết đối với các bộ ngành trung ương về các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của bà con theo hướng thuận lợi hơn, nhất là trong xu thế đất nước và thành phố đang hội nhập sâu rộng với thế giới như hiện nay. Cùng với đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để kiều bào đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố, đồng thời tăng cường kết nối với các tổ chức hội đoàn của bà con Hải Phòng ở nước ngoài, hỗ trợ thông tin, hình ảnh, tư liệu về thành phố khi bà con cần. Nhân dịp này, 5 cá nhân thuộc Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện nhân đạo. Đại diện bà con kiều bào tặng nhiều phần quà tới mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.